ông quỳ cho. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Madame Saoufa. Je m'appelle Antagissé et je suis co-avocat international de Monsieur Kyo Sampan. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques très brèves questions. Ma première question a trait à un événement que vous avez évoqué avec Monsieur le procureur national. Vous avez indiqué avoir été arrêté pendant une dizaine de jours. Et dans le cadre de votre entretien avec les enquêteurs des couches d'instruction, vous avez évoqué plusieurs personnes qui avaient été arrêtées en même temps que vous. Et vous avez évoqué une certaine grand-mère Tché. Est-ce que vous pouvez nous indiquer qui était cette personne et comment vous la connaissiez? À l'attention des interprètes, peut-être, pour éviter les problèmes de traduction. Tché s'écrit CHE accent circonflexe en français et son nom se trouve sur le document E3-7780. Dì cha cái bàn hai tới chụp môi khi mền. Nơi nông vọt lông trìa. Et ma question était de savoir qui était cette personne, et comment vous la connaissiez. Dì cha chia bia chôn nơi phùm lông trìa. Dans votre déclaration E3-7780, donc LERN en français 00250601, ERN en anglais 00235512, ERN en Khmer 00233296. Vous évoquez l'origine ethnique de cette personne, est-ce que vous vous en souvenez? គាត់ខ្ញុំបានដឹងប្រវត្តិគាត់ដែរគាត់ថាគាត់ជនជាតិចាមតែនៅក្នុងភូមិខ្ញុំហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាយូរហើយមិនដឹងថាគាត់ជនជាតិចាមផងគាត់ថាជនជាតិចាមនឹកឃើញថាគាត់ឪពុកគាត់ចាមហើយគូគេឲ្យគាត់មកវិញមក Et vous confirmez que, comme vous, à un moment, elle a été libérée, c'est bien exact? Vous avez évoqué, toujours à la même page en français, et la même page également en anglais et en Khmer, à l'ERN 00233297, vous avez évoqué un certain nombre de cadres de base. Donc je vous prie de m'excuser pour la prononciation et je vais donner les ERN pour que les interprètes ne soient pas perdus. Vous avez parlé de Mon, Kok, Choi et Ni, en disant qu'ils étaient tous cadres de base. Donc ma première question
est relative à Mon. Quel poste occupait-il exactement? Mon got chia bat thien phum nau phum long tria. Est-ce que c'est à lui que vous avez parlé lorsque vous avez été arrêté? Ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Chap khluon nang mon nang nijay chmuoy lok srey nang rue ko yang mai rue ko men nana phseing. Mon nang ban hau khnyom teu nau wat mien nea phseing dei mien namon nang mne. Donc c'est à lui que vous avez parlé, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qui était le chef de Mon? Mình squal tê mê nạ lơ squal trâm bà thiên khôm cư chmô chơi. Et ce Choi, est-ce que vous pouvez indiquer quel était son poste exact? Chơi chơi nâng con mên mục đùm nâng ấy ôi bà gọt đá. Gọt cư nạ khôm. Lê chơi. Vous avez également évoqué Kok. Quel était son poste exact? Et enfin, Ni. Quel était son poste exact? Tout à l'heure, et même hier, vous avez évoqué à plusieurs reprises le fait que vous étiez un membre de village ordinaire, que vous vous occupiez de votre travail. Est-il exact de dire que vous n'avez jamais participé à aucune réunion avec Mon, Kok, Choi et Ni? Ban rum bà chung kach ka ngia seng seng e, bà chung tai ka ngia mong kong kan phal, ka ngia do stung. Ao yung chum run ka ngia ka si kam nung chum run a ban na ma tau na hai ta bay tau na lang pa mui tau na. Donc tout à l'heure, lorsque vous avez répondu à ma consoeur des parties civiles que vous supposiez que Mon faisait des rapports sur l'ethnie de la population de votre village, nous sommes d'accord que c'était simplement une supposition. Vous-même, vous n'avez jamais vu ces rapports et vous ne savez pas exactement si Mon a fait un rapport au chef que vous ne connaissiez pas. Je vous remercie, je n'ai pas d'autres questions, monsieur le président. សូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីដើមដឹងរដ្ឋវេនីព្រឹកមិញនេះលោកស្រីបាននិយាយអំពីការចាប់ជនជាតិវៀតណាមបញ្ជូនទៅស្រុកវិញខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមថាលោកស្រីដឹងពីអ្នកណាដែលជាអ្នកនិយាយប្រាប់លោកស្រីថាចាប់ជនជាតិវៀតណាមទៅស្រុកវិញនោះស្គាល់ឈ្មោះគេទេ?
mình miên đi tham mình miên và thiên phum thiên ấy nan dây prap tê miên tai bị chia chôn dương smam không chặt tháng mấy cái chun tới cái ao tới bờ tây Việt Nam còn đăng tập anh đăng ai miên là nan dây prap dương tê nhà sậy đăng đăng pi nhà ná nhà sậy ai chăm chmu bàn tê rư mui có nhà sậy plek ai bị chia bàn tê dây pi bị chia chun to to kia nó là khổ miền đây thà từ rùm bài rùm dây dây chúng qua kia nâng bông sậy chúng qua kia sơ ca nữa chơi thật sập siêu kia tháng cái chun bị chia chun từ Việt Nam ơi dựng chơi thật hơi dây nâng bờ tam đằng tới miền tây dây dây kia anh đây từ sơ ca chúng mua kia nữa miền pro pro rước cam ma bị ba na ai mình chơi prạ dương thế miền ta đôi chị vậy chứ vậy ấy nó để quạt chặt chặt nó nơi không cầm chỉ mui khné nó và thiên cầm không cầm này tại thưa ca nó chỉ phía xa khné cực cay chẳng à cái giờ tới cái giờ tới Việt Nam á vậy ở trên nơi sập phun cầm nát cái vinh nếu mà tạm đăng đăng tập pi dây dây khné ấy nè miễn đăng pi cam mà bị bà nạp bạc dương tê bà số một cún nếu sẽ đăng tha nơi pe nà đấy cho năm nà đấy chạm bàn đấy âm lòng pi chnam chật pram âm lòng nam chật pram chật bầm bay nóng pru thưa ca sơ mô phiếp dương thưa ca sơ mô phiếp học bài ruộm nóng tăng pi chật pram to chật bầm bay nóng dương học bài ruộm á bà đá ấy tam sạ co bà sơ mô cún môn ni mánh lúc xây chlai tha chmô ni chìa bật thiên chlôp xây ai bình chạy bàn thế tha chmô ni nâng chlôp ấy chìa chlôp phùm chlôp khôm rư vui miên thần ấy ai bình chạy bàn lô bàn thế bố chmô ni nâng gọt chlôp phùm nâng phùm nhầm nâng bà sớm ở con sợi lúc tiên nhóm ở sớm luôn bà hay ở nhóm rè ở con lúc sợi sao sắc sắp là ca sắp đặt khai cam bỏ lúc sợi không thân nạ chìa sạ xây bán đo thì mình chọn hơi sắp khai cam bỏ lúc sợi nâng ai dùm một phía cái tin không ca xoay đầu ca bất nụ rừng cái đấy ni hay bắt đầm yên bỏ lúc sợi nơi ở vật tổ con lấy miền phía trong bài dịch hơi lúc rồi ai bớt lập được căn lòng nơi than rồi có cụ đào ná đây lúc rồi miền bằng nón trong từ bàn hơi là dùng lúc rồi miền thuộc của phía ló chuộc tài tầm nàng ló hay bàn tay sóc đầy dầm ran một rồi là bà là các rộng vô chứ mới nó bọc lực này ông có phía công phía xã xây như này chùm đến chùn xã xây xã xã bớt lập được căn lòng nơi than rồi có cụ đào ná để còn miền bằng nón trong từ bàn hơi hay nên sạm nà ca bằng to ní ông biết là thưa sạm nà ca sẽ đặt khai cam đào mà đang rộng lần ní PTC đã bởi dũ pi rồi xã xuyên mùi hay bộ cọp ai mình thấy là ba thala cá chơi và xã xây bầm rong hay cho một căn cái đào cái cam trong một tụt sạm nà ca đi
សួស្តីលោកដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះតើលោកឈ្មោះអី ញោម ឈ្មោះ ជឿង យ៉ាង ចាត លោក ជឿង យ៉ាង ចែត តើ លោក កើត នៅ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ណា លោក ចាំ ដែរ ទេ ខ្ញុំ អត់ ចាំ ទេ លោក ប្រធាន ឆ្នាំ នេះ លោក អាយុ ប្រមាណ ហើយ3-10 ទីកន្លែងបោះខ្ញុំភូមិសេតកូចឃុំពេកគ្រីស្រុកកំពង់លែងគុណចុះទីលំនៅសពថ្ងៃបើលោកតើលោករស់នៅទីកន្លែងណាខ្ញុំនៅភូមិកណ្ដាលស្រុកកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតើលោកប្រកបមុខរបរអីសពថ្ងៃនេះ ញោមអ្នកកម្មកកគេលោកប្រធានបាទអរគុណហើយលោកជឿងយ៉ាងចែតសូមលោកបង្អង់បន្តិចមិនន័យថាស្ដាប់សំណួរហើយលោកគិតថាតើសំណួរដែលសួរហ្នឹងក៏បីឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចនោះជាឱកាសមួយដែលដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការបកប្រែភាសាទៅជាភាសាផ្សេងៗដែលប្រើប្រាស់នៅអបតកនេះប្រើប្រាស់ភាសា 3 ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាបារាំងចឹងហើយបានជាមានការ យឺតបន្តិចដើម្បីឲ្យទូឡាធិបឲ្យអ្នកបកប្រែភាសាហ្នឹងបកឲ្យអស់ខ្លឹមសារនៃសំណួរចម្លើយណាតើឪពុកបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអីហើយម្ដាយបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអីលោកយ៉ាងចែតបាទលោកប្រធានឪពុកខ្ញុំជឿងយ៉ាងស្រួលម៉ែខ្ញុំមីងទីកង អរគុណចំពោះប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះអីហើយលោកមានកូនប៉ុន្មាននាក់ សប្ដាហ៍នេះប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះមីងយ៉ាងណយ កូន 13 នាក់ លោកប្រធាន លោកជឿងយ៉ាងចែតនៅក្នុងនៅចុងក្រោយនៃសកម្មភាពការ ដល់ស្ដាប់តក្កីកម្មរបស់លោកក្នុងខណៈជាដើមម្ដងរដ្ឋបំពេញក្នុងរឿងក្តីនេះលោកមានសិទ្ធិថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពចេតនកម្មដែលកើតមានចំពោះលោកនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីដំបិលមេសាឆ្នាំ 1973 ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 71 ប៉ះសិនបើលោកមានបំណងធ្វើដូច្នេះលោកជឿងយ៉ាងចែតតើលោកបានធ្លាប់បានផ្ដល់តក្កីកម្មឬផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតន
miền lục bát hiền miền bàn tay không dài về miền khla tới vì chăm ca sòng khăn vì chăm khla ca sòng khăn vì ở chăm khla lại được tiền nhưng ở trong xuôi chẳng nghe lục trong đằng thà tới lục thọp mộc đào tới khay cam rồi có lục bàn đào tới khay cam nơi ti cái lại nà muối đào nẹt sư bằng kết nơi ca giờ lại hạ cho cầm sư bằng kết nơi ông nhầm ra bị tâm anh không tala ca cam bạch chi từ xua đập giờ sạc khay cam bỏ lục đại được tế rịa pê pì môn môn cà lò mò ni miên lục tiền khang mê tử vi khang sọc cung nhóm mê nhóm sọc cung đà mò chung khối mò nhờ xua tập cam nhóm nông khang li ma ấy lục tiền bà ở quân chẳng mình men lúc bắt đầu thực hành cam cho mùi nẹt sườn bằng cây này cây giờ lại thắt cam sườn bằng cây này ông nhâm ra bị tâm anh nông tala ca cam bị chia ti mà này thật lúa cũng thưa cả sắp đập bắt đầu nơi thực hành cam mà chuẩn nuốt đào từ miền tây cả việc đây bờ lục phần nọ lục chương chẳng trái ta anh nông ca sắp đập sắc khay cam chương giang trái
អនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ញត្តិនៃប្រធានកៅសិមួយស្ទួននៃប្រធានផ្ទៃក្នុងអង្គជំរះបដិវិធការជំនឿក្រុមថាមិវិណមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីសួរដេញដោដើមម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះមុនភិក្ខីដតេទីរឿងក្តីហើយសូមបញ្ជាក់ថាថាមិវិណមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីរួមទាំងថាបញ្ញាមានរយៈពេល2វគ្គនៃថ្ងៃសមនាការក្នុងការសួរសាក់សីរូបនេះសូមអញ្ជើញសាមិវិណមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋមន្ត្រី Merci, Monsieur le Président. C'est notre consoeur Lima Nguyen qui va poser des questions à la participante aujourd'hui. Mr. CHHOEUNG Yaing, are you of Vietnamese ethnicity? Ba khom nơi Việt Nam nơi ca sông cung nơi nâng chấm máy mai ở khom nơi sông cung nữa. Are both of your parents ethnically Vietnamese? Bố mình đại bỏ lốp chỉ chun chít Việt Nam tại trường rực tế. Ba thử lục. Now you mentioned that you were born in CHHOEUNG village in Kampong Leng district, Kampong Chhnang province. Can you tell us where your parents were born? Lok aj prab ong talaka ban te opok mdai robos lok kat min srok kamnat ne ai na. Ba ban mai au khom kat lue CHHOEUNG nang dai nou CHHOEUNG nung khom pakhi nang dai srok Kampong Leng dai ba ban kat nyum mau ko CHHOEUNG srok Kampong Leng dai. What language did you speak at home growing up? Knong phum knong teh ka noh luk nige phisa avai. Ka nang nyom nau teh khom nige phisa Vietnam dai. Nige khmai ba chob khmai nige tam khmai dai. What language did you speak with your parents? Ta luk nige phisa avai chmuoy opok mdai robos luk. Dây pizza Việt Nam. Did your parents also speak the Khmer language? Ở phục đại rồi bảo lúc có chế này dây pizza Khmer rồi thế? Chế, có chế đại. Dây biết Khmer đang bản là nước phục Khmer chết kia đang dây biết Khmer đại. And what was Metavi na pe dai su chop sombat kbal microphone roba Metavi phong ba kam oi vi samlei kto khnie na ti 1 ti 2 ke som oi bong ang tik na pe te tang samnuo kom nyop pik po rong cham neak bok prai phasa oi bok khlom sa nei ka chloi top na ban chbas loh hai chop sob krup. Certainly, Your Honor. Thank Metavi you. Lima, some okun look tin. What level of Khmer language skills did your parents have? Ta apok madai robos lok kamrat cheh phisa khmae robos kot nung kamrat mai dai cheh chran rut tik pona. Cheh 60%. Did your family follow any Vietnamese traditions? Krom krusa robos lok ta krup tam papai ni tumniem tumlop Vietnam dai rue te? Ba krup tam papai ni bok Vietnam dai. And what is the Vietnamese religion? Ta sasana robos chon chit Vietnam chi avai? Chỉ ngày châu nam san bát tức hay tập hành năng. Now the Vietnamese use a calendar which is a little bit different from the Western calendar and from the Khmer calendar. Could you tell us how the Vietnamese calendar is different?
ប្រតិទិនឬក៏កន្លងយេវៀតណាមនឹងខុសគ្នាដូចម្ដេចដែរបាទបើបារាំងជាមួយវៀតណាមខុសគ្នាមួយខែHow are the calendars different? តើប្រតិទិនឬក៏កន្លងយានឹងខុសគ្នាដូចម្ដេចដែលលោកថាខុសមួយខែហ្នឹងបាទព្រោះបារាំងគេទៅមុនខាងយានាមួយខែSo the Vietnamese calendar is the same as the Chinese calendar? ប្រតិទិនរបស់វៀតណាមគឺដូចគ្នាទៅនឹងរបស់ជនជាតិចិនតែអញ្ចឹងឬទេ?បាទNow you said that the calendars were one month different. For example, if today is the 7th of December in the Western calendar, what day is it in the Vietnamese calendar? ថ្ងៃនេះតាមប្រតិទិនតាមកន្លងយេវៀតណាមចំនឹងថ្ងៃអីខែអី?បើវៀតណាមខែ10ថ្ងៃ26បើវៀតណាមSo the Vietnamese calendar has dates that are earlier than the Western calendar. កាលបរិច្ឆេទនឹងមុនជាងកាលបរិច្ឆេទរបស់បារាំងរបស់ប្រជាប្រទេសអញ្ចឹងដែរឬទេ?ក្រោយជាងរបស់បារាំងក្រោយជាងរបស់បារាំងមួយខែនឹងក្រោយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដែរថ្ងៃខុសគ្នាខែខុសគ្នាមួយថ្ងៃខែដែរNow, Mr. CHHOEUNG Yaing, have you got brothers and sisters? Or did you have brothers and sisters? Ba mien bong phou bong srei dai. Is it correct that in 1975 you had two older brothers and two older sisters, and that you were the youngest youngest child in your family. លោកជាកូនពៅគេនៅក្នុងគ្រួសារនោះ ត្រមថៅបងប្រុសពីរបងស្រីពីរខ្ញុំមួយពៅគេ In 1975 you were 13 or 14 years old. Is that right?បាទធម្មតា Do you know when each of your brothers and sisters were born? តើនៅពេលដែលបងប្រុសឬក៏បងស្រីរបស់លោកនឹងកើតនៅឆ្នាំណាខែណាទៅលោកនៅចាំដែរឬទេ?កាលនឹងអត់ចាំបានទេខ្ញុំអត់ចោះចាំបានទេYou told the court the names of your mother and your father earlier. I'd like to go through the names of each of your siblings, starting with the oldest brother. What was your oldest brother's name? CHHOEUNG Yaing Khoi. CHHOEUNG Yaing Lai. CHHOEUNG Thi Yien.បងនេះប្រាំនឹងជឿងធីលិតបន្ទាប់ដល់ដល់ខ្ញុំYour family was ethnic Vietnamese. របស់លោកជាជនជាតិវៀតណាម Did any member of your family have Vietnamese nationality?
របស់ លោក ណា ម្នាក់ មាន សញ្ជាតិ ជា វៀតណាម ដែរ ឬ ទេ? មាន ជា ដូន ជា តា នឹង ជា ណាម ដែរ នឹង នៅ បាន បង ប្អូន យើង ត បាន 5 នាក់ ទេ Do any of your family members have Vietnamese nationality or Vietnamese citizenship? I'd just like to move to the issue of your places of residence. You said you were born in CHHOEUNG village. How long did you and your family live in this village? ការខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំ 75 ហ្នឹងបានខ្ញុំមកកំពង់ឆ្នាំងភូមិកណ្ដាលហ្នឹងមកពីខ្ញុំនៅសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាយូរឆ្នាំណាស់ហើយដល់សម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងធ្វើបាបបានរហូតមកជិតកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងនៅ Could you explain how your family was mistreated by the Khmer in CHHOEUNG village? Khmer ក្រហមធ្វើបាបដោយម្ដេចខ្លះគេប្រព្រឹត្តដោយម្ដេចខ្លះនៅក្នុងភូមិឫស្សីដល់គួចនេះគេថាដោយថាធ្វើបាប ខ្ញុំ គោរព តាម គេ បុំ ឆ្នាំ នឹង Do you recall the composition of say Tekoi village? For example, how many Vietnamese families lived there and how many Khmer families? នៅ ភូមិ ឫស្សី ដង្គួច ទេ ថា តើ មាន គ្រួសារ វៀតណាម ប៉ុន្មាន គ្រួសារ គ្រួសារ ខ្មែរ មាន ប៉ុន្មាន ជា ដើម បើគូសាវៀតណាមជាង 30 គូសាទេបើខ្មែរនោះច្រើនដែរនៅភូមិគេច្រើនដែរ ខ្ញុំចាំបានរឿងខ្មែរ When your family moved from say Tekoi village to Khmer village ចេញពីភូមិឬសៃដង្គួចទៅតំបន់ផ្សេងតើមានក្រុមគ្រួសារផ្សេងចាក់ចេញពីភូមិហ្នឹងជាមួយគ្នាដែរឬទេមកទាំងអស់គ្នាកំពុងឆ្នាំហ្នឹងមកភូមិកណ្ដាលនៅទាំងអស់គ្នាជុំវិញទាំងអស់ទាំងចាមទាំងខ្មែរទាំងវៀតណាមហ្នឹង Now you said earlier that you were told that if you remained in the village, you would all be killed. Could you explain who told you that and who they said it to? ការនឹងមានកុំតាពីងការនឹងក៏កាន់ដាប់ខាងសោកគុំលេង Now, during the Khmer Rouge times, Kampong Lang Leng district was also known as District 18. Is that correct? Ba.
Do you remember the date or the month that your family moved from Seikatoy village to Kandao village? Krusar bos luk ban pdo ti tang pi phum rusei dang kuoy te phum Kandao ta luk nei cham tha khai na te. Nyom at cham khai te pan tai cham da 75 nung yom mau ko phum chnang nung nau nung hai ma khai chieng nung ban khmai khom liếc nhầm từ đà. What did you do during that month at Kandao village? Ta nơi khnông khai đà lục từ đó nó nơi phùng gần đà nó kẹo ai thưa ấy bạn. Nhôm của tôi hộ thầy ấy nó xin cầm co kia nó. You said that you were evacuated to Dar village. Could you explain whether your parents actually chose to relocate from Kandao village to Dar village, or whether they were forced to? Or whether they were forced to? Or whether they were forced to? Khi xếp lên mà mắt ta chơi vô sẽ lấy ớ thì hằng nào nâng đặt chảo lưu cốt ta tam lưu cốt tất nâng tất cái át áo tất lang lưu cốt cùng bàn này bị cốt chô tất cùng bàn này chẳng tất nâng tất cái đánh từ sọc của phung ly nữa cho chô của lãnh đa nữa. Could you describe what happened during the forced relocation to Dar village? Tam cụ xa nó cái hai cụ xa nó làng được cụ làng cụ xa nó ăn làng được cụ còn. How many families were forcibly relocated to Dar village from Kandao village? Cụ xa đã khi bằng khom ở trên bị phun gần đá từ phun đá nó bị luôn. Nhâm châu trăm mình ba đi chờ anh phải hai mà con của xa chiên ấy chọn nó. Do you recall what the ethnic composition of those thousand families were? Nơi khnông trong nòng của xa đã lục tháp hai mà con nó thật ta chun chiếp sinh và ta miền trong của xa Khmer và mang của xa Việt Nam và mang của xa chị Tam. Phụa tới nó chọn đây cái đăng như hụt tới đăng dương họp tới màn cụ xa na đăng màn cụ xa dương cho trăm thằng chọn và hai mà chim mà con cụ xa ấy thằng khmai thằng yun. Do you recall whether there were more Vietnamese families than Khmer families in that area? Khmai nung cụ xa Việt Nam nung cụ xa Việt Nam chia ra chiến được tế không chấm nòng tèng hai chim mà con nữa bạn. Hai Việt Nam chọn chiên. Now how far away was Dar village from Kandao village? Còn mán pi phum gần đảo. Hai phẩm đắp cái lô đây chứ cho một phi cái lô đi. And the people, when they were transferred to Dar village, did the Vietnamese people live together with the Khmer people, or did they live separately? Did the Vietnamese people live together with the Khmer people, or did they live separately? Did the Vietnamese people live together with the Khmer people, or
Who were the people in charge of Da village? អ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាប្រធានភូមិដា ប្រធានភូមិដានឹងខ្ញុំអត់ចូលចាំមកនេះខ្ញុំអត់ដឹងបានទេបើតាពីងខ្ញុំដឹងមកមេគេទាំងអស់នៅនឹងមកនៅស្រុកកំពង់លែងនឹងមក You mentioned before that there was a Ta Piang. Was he the village chief of Da commune? ឬក៏ជាប្រធានឃុំដាគាត់ខាងប្រធានអាប៉ោតហ្មងNow, this Da village, was it still within District 18? And could you describe where it was geographically? Was it on a mountain?នៅភ្នំឬក៏នៅកន្លែងណារៀបរាប់ពីទីកន្លែងភូមិដាបាទភូមិដានៅភ្នំនៅភ្នំហ្នឹងគឺតិចបើទៅខាងកើតវិញទៅភ្នំកែបបានទៅចណូកបើទៅជាងចូលក្រមមកដាហ្នឹងចូលក្រមមកគេហៅស្រុកកំពង់លែងឥឡូវចូលកំពង់លែងយូរWhat were the living and working conditions on Da village at Khmer mountain? លក្ខណៈធ្វើការងារនឹងវិធ្ងន់ឬស្រាលយ៉ាងដូចម្ដេចនៅភ្នំកង្កែបនោះ បាទខ្ញុំនៅភ្នំកង្កែបហ្នឹងយកព្រោះសារខ្ញុំតាំងបងទាំងស្រីបងស្រីបងប្រុសខ្ញុំទាំងអស់ទាំងម៉ែឪខ្ញុំទៅចិត្តកូសខ្ញុំនៅផ្ទះយាមរូងនឹងចិត្តកូសរហងៃព្រលឹមឡើងឲ្យបបរមកចានថ្ងៃបបរមកចានល្ងាចបបរមកចានលីតគុណទៀតWhat sort of work did you do តើគេឲ្យធ្វើការអ្វីខ្លះនៅភ្នំនៅកន្លែងភ្នំនោះឲ្យខ្ញុំចិត្តកូសឺដំតលងមីនោះNow, how long did your family live at Da village on Khmer mountain before they were killed? នឹងអស់រយៈពេលប្រមាណមុននឹងគេយកពួកគាត់ទៅសម្លាប់នឹងមួយខែជាងDuring your family's time on the mountain, did they ever suspect that the whole family would be killed? គេតែងតែសង្ស័យឬក៏គិតថាពេលណាមួយគេនឹងយកមនុស្សទាំងអស់ក្នុងគ្រួសារទៅសម្លាប់តើធ្លាប់បានសង្ស័យឬគិតឃើញចឹងទេអត់បានគិតចឹងទេអត់បាត់គេឃើញថាស្លាប់មុនចឹងបើថាដឹងងាប់មុនចឹងផាយពុនទៅព្រៃរត់ទៅខ្លាខំងាប់ក៏ជួយសួរចាត់តែកុំឲ្យវៃយកថៃវៃលើក្បាលមងលើវៃលើក្បាល Mr. Chung Yong Chet I'd like to Chung Yong Chet ខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបរាប់ឲ្យបានពិសដាឲ្យលំអិតអំពីហេតុការណ៍ពីរឿងរ៉ាវដែលគេយកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទៅសម្លាប់ចាប់ដើមពីដំបូងប្រាប់តុលាការថាកើតឡើងនៅពេលណាកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃខែឆ្នាំណាដែលគេប្រមូលសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដើម្បីយកទៅសម្លាប់ចោលនោះ Please take your time សូមលោកគិតហើយនឹងចំណាយពេលសមស្របតាមដែលលោកអាចរៀបរាប់លំអិតបានបាទម៉ែឪខ្ញុំនឹងទៅចិត្តឈើនឹងមិនហួចទេពួកខ្ញុំនឹងគ្រុនឈើគ្រុនបងខ្ញុំក៏គ្រុនដែរឃើញអញ្ចឹងទៅព្រលឹមឡើងស្អែកនឹងគាត់មកដល់ផ្ទះហ្មង8នាក់ក៏ភ្លើង8ដើមអាថៅមួយដើមគុំពងមួយដើមសុំស្នើពួកខ្ញុំទៅមុន
ឆ្ងល់ចាញ់ពីផុតផ្ទះចងម៉ែខ្ញុំស្លាប់នៅផ្ទះផងហើយហៅទាំងនេះមួយមួយមកចងមកអស់ចងខ្សែកោផងមិនចងអាខ្សែខ្មៅយើងទេដល់ពេលរួចចងមនុស្សយ៉ាងមួយមួយទៅដល់ទាញចូលចងមួយខ្សែមកចងមួយខ្សែទាញទៅបណ្ដោយSo that morning, were all of your family in the same house when your father was called to come out by the eight men? Manuh prambay nea mok hau opuk roboh luk te mun ku teng ok nea nea chum teng ok khang krom krusa luk chang rute te? Ba nai te chum teng ok nung, mok prambay phuk nung.Could you describe these eight men? Where were they from? What were they wearing? Were they armed with any weapons? តើពួកគេមានកាន់អាវុធអ្វីដែរទេពេលនោះពេលហ្នឹងក៏ភ្លើង8ដើម8អ្នកនឹង8ដើមក៏ភ្លើងក៏ដៃបថៅមួយគោបំពង់មួយ Could you describe what they did after they called your father out of the house and after he came out of the house? ចំពោះឪពុករបស់លោកពេលដែលគេយកចេញពីផ្ទះទៅតើគេធ្វើដូចម្ដេចបាទគេជាយកទៅដល់ចិត្តគូដៅម្ដៅគេស្លាប់ចោលហ្នឹងគេចងនៅព្រៃប្រហែល100ម៉ែត្រចងដុំហ្នឹងហ្មងយកពុកខ្ញុំចាញ់មកម្ដៅហ្នឹងវៃខ្ញុំអត់ឃើញវៃទេងាប់ទេប៉ុន្តែតាឡដខ្ញុំតន់ឡនដៅឃើញម៉ែឲ្យខ្ញុំនៅដៅទាំងអស់ទាំងបងទាំងបងប្រុសបងស្រីខ្ញុំនៅដៅទាំងអស់ You saidYou said earlier that these men tied your father up and then did the same with the rest of your family. Could you describe the manner in which they tied up your family? Bong oun prok srei robos luk phong dae ta ke chong bi mai ke thveu mai samluk riep rop chreap talaka phong. Ba yo au khom chong slap chang chong chang mong chong sai ko chong changហើយបងខ្ញុំស្រីក៏ចងចាំងបងប្រុសក៏ចងទាំងអស់ហើយចងម្នាក់មួយខ្សែតែមួយទេដល់វិញមកចងទាំងអស់មកទាំងអស់គ្នាទីមួយខ្សែទៅហ្មងចុះព្រៃហ្នឹង So did they tie up each member of your family individually ចងម្នាក់ម្នាក់ដាច់ពីគ្នាឬក៏គេចងម្នាក់ម្នាក់ហើយគេចងភ្ជាប់គ្នាទាំងអស់ជាមួយខ្សែជាមួយគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចចងម្នាក់ម្នាក់ដាច់គ្នាមែនប៉ុន្តែដល់គេយកទៅចងមួយខ្សែហ្មងគេទាញទៅមួយខ្សែហ្មងអត់ឲ្យមិនណារត់ចេញមួយទេ On this particular day, did they do anything similarly with other families? Did they do anything similarly with other families?បានខ្ញុំចូលចាំមិនបានខ្លួនខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំណា Just going back to what happened outside of your family house អ
Did you see the Khmer Rouge take any other families that day? We either described very specific especially when we're dealing in this period, 75. So the Khmer Rouge as such cannot do anything. It's physical acts that council is asking for. So we should, the witness should describe person rather than an entity called the Khmer Rouge. But how is so be chmuh manu hru ko krom manu dai pu prut chi chieng pra pia thak mai ko hom chi ruom do chet metavi lima lok chang yang chet lok ni yei tha mien kama pi ba from bai that morning. Did you see these eight men deal with any other families in a similar way? Ni ko tha pu prut te lue krom krup sa phsein tiet nei knong Was that family ethnically Vietnamese? Mà cho anh chị Việt Nam đây. Was that family tied up at the same time that your family was tied up? Chong phụ kế đôi khi nên nâng sama chức krom kru sa rồi bỏ lục đại rực tế. Mà đôi khi nên nâng. You said earlier that these eight Khadra then walked you about 1 kilometer away to another place. Could you describe the place where they stopped you? Vì một trình đầu nó cho thằng ớt nó cho nơi trình đầu nó phải mà hội mệt nó thì phiền đầu tư nó thấy mèo vô mà nẹm đo mà nẹm đo mà nẹm đo chẳng như chanh mau quay cả ba mà nẹm đo mà đo chẳng. During that 100 meter walk, did any of the Khadra say anything to yourself? Or the family, or to the other family? Could you describe what this pit looked like? How big was it? ដៅនឹងតើរំដៅនឹងធំហុំប៉ុណ្ណារៀងវាយ៉ាងម៉េចជូនតឡាការបានជ្រាបផងបានដៅនឹងពី What did the Khadra do when you reached this pit? Thưa đôi mắt đấy, nó bị đào tốt đo rồi đào nó. Nó bị đào nó vô tới đôi khi không hiệp mấy chẳng thà. Vô mà nẹm đo, sạp trao nó, mà nẹm đo. Quay cái bao hối xài xài chanh hốn cho hồn đào nó, xài xài chanh hốn cho hồn đào nó. Đó bị không nó, quạt vô màu, nhau ao nhìn lút cho cung. Nhưng lúc chú cung hồi có chấp chương nhưng có tên thôi, ông đua cả ba cho đường đấy. Rồi vô đây tiếp lưu cả ba, nhưng vô lận và thay tôi nữa, quay lưu và cả ba, nhưng bay xong và thay. Were you the last
out of your family to be told to kneel by this pit? What order did they take? The members of your family. By the time it was your turn, and as you were kneeling by the pit, what could you see inside the pit? Did you see the bodies of any of the other family who were taken with your family that day? Now, you described before that when it was your turn, you were forced to kneel down on your knees by the pit, and one of the Khedra pulled your legs from behind you. Can you describe what then happened? Lúc chúng con hãy kê tiên chương lột làng thả tá, bật tọp máu kê thư đôi mình đại triển. Đừng lệnh mấy nhóm dây đai, chúng ta, ôi nhóm lút chẳng cung, ôi nhóm lút chẳng cung châu tư. Đó bên nhóm lút chẳng cung hỏi cháy chập chương nhóm tiên tật hồi, ban nhóm đua cả ba nhóm ngạ tư múc nhá, ban vô đáy kê tiếp lưu cả ba nhóm, ban vô thay kê quay lưu cả ba nhóm. Bây thông thay hồi ban kê xài xài chanh người hôn nhóm châu lại. You said before that when you dropped into the pit, you had lost consciousness. When did you regain consciousness? Đa cả mũi, đa cả ba thôn những cái tầm mục cũng có. Bạn như khăm tay đo, châu mau không chân cua luôn. Đa mà tặng giúp tặng ngay, đa thật phải tặng giúp tặng ngay. Đa mau giúp nước đo mau, đo cho chân cua. Bạn châu tết tà lý. Now, at the time that all of this happened, you were only 13 or 14 years old. Could you let the court know what it was that you were thinking and feeling at the time that you regained consciousness in this mass grave? Đa tầng giúp tầng thằng là nghệ nâng hay đa mà giúp nâng đan đo phum kê à trong khỏi à phum kê nâng tất nâng bằng hàng Việt Nam cái nâng tất nâng mà tụt tỏ lý nâng nâng cái xong lại nơi cái chui nhóm đai cái chui thư bọn nó khi cái vô vô ấy vô năm phải răng ấy kê nâng kê chia bao khi ông âm mươi năm mà ca nâng âm mươi năm của họp ấy phật lắc sơ nhưng Hãy
Who was this Mr. Ta Lee who helped you? But na krau pi Ta Lee dal chuoy lok nung hoy kroy mok Ta Lee nung trâu ke dọ chênh na na ke dọ kot chênh khang khang cụm tập biên nó ôi Ta Lee nó nâng tắc nó có thưa thầy và học thưa thầy nghiệt ấy ôi cụm tập biên ban nhóm tới đó cụm nó nhóm la mai ơi nhóm ngọc hơi nơi so tầm nét nhóm nhóm ở lại là bua lừa quá nhóm phân nâng tiết ôi quạt chui nhóm quạt vô tập bè lật sơ ấy nó quạt đạn ôi nhóm lừa quá nhóm đó បាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះសៀវនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលឡាការរອບរួបដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់ស្អីដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលមានរវិសរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់ហើយនឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់បន្លែដល់ទៅខែកម្មក្នុងទប់សម្រាប់ការនេះនៅវិលីមម៉ោង1កន្លះហើយ
ធ្លាប់ចូលរួមសម្មនាការនៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះវិញនៅរុស្ស៊ីនេះហាក់បានមុនម៉ោង 1 កន្លះសម្រាប់ចុះ